Những cái tượng này người ta bỏ đi á hả? Không có, tượng mới luôn. Tượng mới luôn. Rồi vậy cho người ta luôn. Ai xin cho. Ai xin thì cho. Ai xin là Đức Thầy Đức Phật thì mình chở đó, mình làm cái trang. Thường là giùm vậy đó. Làm giùm luôn. Dạ. Yeah. Cho thì gắn giùm luôn á. Gắn giùm luôn. Trời ơi. Sơn cho mới hả chú? Cho có, thờ có. À, sơn cho luôn hả? Trời ơi. Có nghĩa là cái này là mình sửa là hay sao chú? Những cái tượng này người ta bỏ đi á hả? Không có, tượng mới luôn. Tượng mới luôn. Rồi vậy cho người ta luôn. Ai xin cho. Ai xin thì cho. Về cho Đức Thầy Đức Phật nữa. À, ngộ ha. Chú làm cái này, cái công việc này lâu chưa? Lâu rồi. À, làm phước ha. Dạ, để con tắp vô nói chuyện với ông chút nha. Ê, chiếc xe này ông chở gì chú? Thuốc Nam hả? Em động nhà đây xíu anh. À, chở thuốc Nam, xe từ thiện nè của chú. Đi gắn tập bảo rồi đó. À. Ai xin Đức Thầy Đức Phật thì mình chở đó, nó mình làm cái trang, thường là giùm vậy đó. Làm giùm luôn. À, dạ. Cho thì gắn giùm luôn á. Gắn giùm luôn. Trời ơi. Ăn cửa tặng công luôn. Ăn cửa tặng công luôn. Cái bức tượng này là bằng chất liệu gì chú? Bằng mũ hả? Cassim á. À. Không quên tên. Cơm bô xích gì đó không? À. À. Mũ này cũng tốt lắm. Tốt ha. Rồi mình mua nó là nó màu gì? Đổ ra thì nó bằng mũ rồi bắt đầu mình sơn.
chú đổ luôn hả? Ờ, chú hay gì? Gán mà gán làm chứ cũng không phải là hay đâu. Có nghĩa là có khuôn hay sao chú? Ừ. Có nghĩa là mình tự mình làm hết tất cả mọi thứ. Ừ. À, như vậy nên đỡ tiền ra ha. Ừ. Mình cho được nhiều người hơn. Con tưởng là chú tôi phải tự mua rồi cho chắc tốn tiền nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ mình tự mua thì mình cho 5 nhà, mình làm mình cho được 20 nhà. À. Cái công mà nó xuất ra, cái tiền nó làm ra được. Dạ, chú thứ mấy vậy chú? Thứ 2. Chú thứ 2. À, chú làm công việc này lâu rồi. À, khoảng mấy năm rồi chú hai? Hồi 17 tuổi đó giờ. Trời. Năm nay chú bao nhiêu? 52 rồi. là làm việc này luôn. Làm việc kia trước. À làm cắt cầu từ thiện. À mình làm các việc từ thiện đó. Các việc từ thiện. Rồi tự nhiên cái phát tâm làm cái chuyện này luôn. Rồi hay quá ha chú. Nãy giờ con quay phim chú á, có sao không chú? Bình thường không chú? Dạ. Quay phim mà giới thiệu lên cho ta biết được nhiều mà ta đến đây ta thỉnh về ta thờ đó là cái đó cái quý đó hả chú? Dạ. Đừng có làm gì thì sai thì đâu có gì hết. Dạ dạ. Ô cái nước sơn này sao mà nó có chất liệu ngộ quá chú, nó bóng mà nó chiếu nữa. Ôi ngộ ha. Cũng là anh em cũng giới thiệu dùng cái tốt mà. Dạ. Thì mình vô thuốc nè, vô thuốc khớp cho đó. Rồi anh em lại cũng quay phim rồi ta đưa lên rồi ta biết mình đó, ta lại đi xin thuốc vậy đó. Xin thuốc gì chú? Thuốc khớp ha. Thuốc phổi, đầu, môn. Dạ, ở đây là địa chỉ mấy gì chú? Tại vì mình xuống đây ở đây cũng lâu mà cầu vàng. Cầu vàng ở núi Sập ha. Ừ. Cầu vàng núi Sập rồi từ đây là cầu vàng núi Sập chút xíu à. Còn 200m nè. Tới cầu Thụ Giang mình nè. Dạ. Giới thiệu được anh em mình có công đức chứ có gì đâu phải không? Dạ. Tại vì mình làm cái điều lành mà. Dạ. Có... Là chú ở đây sửa xe hả chú? Sửa xe. Để mình sống hàng ngày mình có tiền. Làm cái việc này nè. Dạ. Chứ còn mà anh em mà ta có tiếp vô thì những người ta biết mình. Ví dụ như mình làm chừng 5 triệu, ta tiếp vô chừng 500, 200 thì có. Dạ. Chứ còn ít ra chịu làm theo như mình. Dạ, thường là một tháng là chú tặng cho bà con là khoảng nhiêu tượng Phật chú? Thì 5-6 tượng, 2-3 tượng. Thì dạ. Không có. Tùy duyên ha. Ai sinh thì mình cho. Mà cho thành Đức Thầy với Đức Phật là nhiều. À. Đức Thầy với Đức Phật. Ừ, có khi nào người ta sinh nhiều quá rồi mình không có tiền làm chú? Năn nỉ người ta kêu người ta chậm lại. À. Cũng như là cái tháng này mình làm không được mà tháng sau mình làm được. Dạ. Có nghĩa là chú dính tiền sửa xe ra rồi có dư chú mới làm được đúng không chú? Ví dụ giờ mình ăn uống hàng ngày cái dư của mình thì thường là mình làm giàu, mình lấy cái tiền này ra làm phước, mình làm những chuyện thấy trong lòng mình vui đó, mình thấy dạ nó thấy Phật dạy mà làm những điều đó quá tốt. Dạ, để con sẵn con giới thiệu tiệm sửa xe cho chú sửa được hơn để bà con biết nhiều hơn á. Rồi chú có tiền nhiều chú làm này. Khỏi giới thiệu vậy đó. Khỏi giới thiệu ha. Ví dụ như anh em bị tai biến. À. Tai biến trước đây mà chị hoài không hết nha. Chị lết trong nhà đó. Dạ. Chị ra đây cho thuốc uống. Cho thuốc uống. Thuốc cảm, thuốc sốt, dầu diêm son, thuốc bao tử. Dạ, miễn phí hết hả chú? Cho hình Đức Phật, Đức Thầy. À. Ở trong nhà nè ha. Dạ nó. À, chú thờ nhiều tượng Phật lắm cô chú. Ở trong đó mình thờ, ở ngoài này mình cho. À, ở ngoài này cho. Ô nhiều quá trời luôn à. Quay vô đó. Dạ. Nhiều quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Đây đặt rồi cô chú. Tượng Phật. Phật đó Phật A Di Đà phải không chú? Dạ. Dạ. Phật A Di Đà nè cô chú. Dạ, dạ. Dạ, không sao. Dạ, hơi nhỏ phải không? Hết rồi chứ không phải còn quá yên. Dạ. Có nghĩa là mình tặng tất cả tượng Phật mình có. Dạ. Để đây là tặng hết. Dạ. Khu vực này ai thỉnh thì tặng hết. Còn trong đây là mình thờ. Trong đây là thờ tặng không được. Dạ. Ồ. Nhiều vị Phật quá ha cho chú. Sư Giải Băng Khoai, Đức Bổn Sư, Đức Quỳnh Giáo Chủ. Ở bên kia là Đức Phật Chùm. Đức Phật Thầy Tây An. Quá trời nhiều tượng Phật à. Ờ, chú đọc lại là chú treo chiếc xe trên đây luôn nè. Chiếc xe của mình hay sao mà treo trên gác hả chú? Chiếc SH treo trên gác luôn. Rồi không chạy nữa sao? Nó chặt quá.
Để lên trên luôn à? Mà chừng nào có đi thì mình lấy xuống. À, vậy là hạ xuống dễ phải không? À, có đồ hạ xuống. Trời ơi, ngộ ha. Dạ, dạ. Cho hình đức thầy đức Phật đó. Dạ. Là thí dụ như cắt hoàn đội từ 50-60 cây số là đi gấp giùm luôn á. Đi gấp giùm luôn. Thôi ơi. Quá quý rồi. Chứ không phải như người ta mà cho không. Dạ. Cho tượng Phật thì có nhiều khi đi qua tới Phú Tân, Hòa Hảo, Kiên Giang rồi đi. Dạ. Làm cái trang giùm. Được không bác? Làm cái trang là bà bằng chất liệu gì chú? Bằng kẽm. Bằng kẽm à? Rồi mình sơn lại nó đẹp lắm. Dạ. À, con cảm ơn chú nha. Con sẵn con ghi hình giới thiệu bà con luôn. Cho xin cái số điện thoại tên kênh hả? Ờ đâu mà. An Giang đất và người. Điện bấm vô cái coi con. Dạ. Đúng rồi. Giờ trước đó anh thỉnh hình đức thầy đồ xuống chiếc xe này là đi giáp thông báo đó. Phải ngay cái nhịp mà 3-4 nhà 4-5 tấm nha quay. Dạ. Tại vì bên mình thì đạo Phật giáo hảo nhiều. Thì ở đây thì đạo Phật thì ít. Dạ. Cho hình đức thầy là nhiều. Dạ. Phải nghe gặp cái nhịp đó, thí dụ như những gia đình mà không có tâm đạo mà không quá nghèo, lớn tuổi, cô bác lớn tuổi không có điều kiện đó, cái mình cho mình gắn dùng. Cô bác mừng lắm. Dạ. Mình gắn thì nó trang nghiêm hơn, tại vì đồ nghề mình nó đầy đủ. Dạ. Vậy. Vậy em kêu bằng anh ha. Ừ. Anh thứ hai. Anh lớn hơn em vài tuổi chứ vậy. Dạ, anh hai gì? Hai Hùng. Anh Hai Hùng, dạ. Thường xuyên là cho tượng Phật cho những bà con mà chưa có cái trang thờ, tất cả loại tượng Phật mà anh có, anh làm ra luôn. Hình đức thầy, đức Phật. Đức thầy, đức Phật. Cho luôn của quyền, cho luôn cái tấm chăn của quyền luôn. Dạ. À, giống như cái tấm chăn này nè, tựa tựa vậy phải không? À, đúng rồi đó. Tựa là để của quyền thất tổ rồi phải không? Anh có ăn chay không? Tường. Ăn tương ha, dạ. Tường ăn chay trường ha. Dạ. Dạ. Quá quý anh Hùng ơi. Dạ. 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 Năm mới thì chúc trước đi. Năm mới bữa nay 24 rồi, chúc dạ. Chúc anh năm mới phát tài nha, làm nhiều việc thiện cho giúp bà con. Dạ. Dạ. Dạ anh cố gắng. Dạ. Giúp được cái gì mình có cho cô bác vui. Dạ. Rồi cảm ơn anh vui đó. Dạ. Quá vui luôn. Em thấy anh làm chuyện này là quá sức là cao đẹp luôn á. Thứ hai nữa là em nhớ em giúp giùm anh cái khoản này là cô bác anh em, mà nhất là cái người bị tai biến mà trước đây mà chưa hết. Dạ. Cái bệnh đó có nhiều khi giờ ta muốn đi cầu ăn cơm mà còn phải có con có cháu có vợ đúc. Dạ. Cái gia đình nghèo đi mặn hết đi, ai lo mình phải không? Dạ. Đó rồi mình cho thuốc cái người đó uống, mà cái người đó người ta đi tới luôn trong nhà được, tắm rửa được, đi cầu gì kia nó được, thấy nó tốt biết nhiều. Là thuốc là kết quả đó ha anh? Thuốc nó im lắm đó. Dạ. Vậy là chỉ tai biến. Dạ. Rồi bị nhức khớp này kia là anh có thuốc. Dạ. Giúp bà con miễn phí. Dạ. Rồi dầu diêm son luôn. Dạ. À, lấy vài chai tặng cho anh đây đi. Dầu diêm son hả? À, em cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn nhiều. Lấy 5 số chai vậy đi. À, anh tặng em 2 chai được rồi. Thí dụ đi lại tới đâu rồi gặp một người nào mà già lớn tuổi mà mình thấy mình thương á, lấy ra em cho. Dạ. Cho hết luôn. Giống đi, như mà. Truyền lây phải không? Truyền dầu vậy hả? Là lấy vài chai đi. Lúc dạ. Mình mới vô 3-4 liều thuốc. 3-4 ngàn liều thuốc. Dạ. Mới hôm qua kia này dầu vô mấy ngàn chai. Dạ. Hết. Đâu vậy là hết phải không? Dạ. Ôi ôi. Đây là con ha. Con anh à. Đi cháu nữa. Cháu lên à, anh là trời nhỏ đó. Thằng nhỏ con hả? Dạ. Ơi cảm ơn bạn nha. Rồi quá quý rồi cô chú. Đây là dầu diêm son nha. Dạ. Anh Hùng. Dạ. Anh Hùng đang nhận lính nha cô chú. Có ai mà học nghề sửa xe là anh Hùng dạy luôn nha. À, dạy làm này không anh? Dạy luôn. Truyền luôn. Dạy làm này là phải hứa là đừng lấy tiền á. Đúng không? Ít có ai ta làm được cho mình. Có nghĩa là dạy cho người đó mà người đó đừng lấy tiền á thì mới dạy đúng không? Dạ sợ dạy xong ta biết ta làm ta lấy tiền. Cái này là anh học của ai? Giống như
hình như là không học ai hết. Dạ. Mà lại có những chuyện mình làm được. Hay ha. Dạ. Nó giống như là có khuôn hay sao anh? Có cái khuôn ha. Làm như là mình nói ra thì nghe thấy nó xa xôi, giống như là cái tiền kiếp trước của mình nó đã có gieo với Phật pháp, kiếp này mình phải lên, phải lãnh cái trách nhiệm này phải làm. Có nhiều khi anh không học ai hết. Dạ. Mà thật sự anh làm được. Anh làm được. Mà cho em hỏi một tí là những cái tượng Phật này là mình đổ bằng chất liệu là giống như nhựa. Dạ. Nhưng mà trước khi đổ là nó mình phải nấu ra. Không nấu. Không nấu ha. Phà. Mà pha ra mà quả. Nhưng không biết vì sao mà cái khuôn có khuôn ha. Dạ. Vẫn có khuôn để mình đổ được. Mấy tượng này nè. Là tượng bể đó. Tượng gãy. Là ở dưới kiểu như cô bác ta thờ, ta bỏ ở gốc cây bồ đề với ở miếu ở chùa rồi đó. Dạ. Anh mới đi lượm về, anh mới làm lại mới. Ôi nhìn em nhìn em không biết luôn á. Anh lại lượm về anh làm lại mới luôn. Là tượng như mấy tượng đó đó, tượng tượng hư không đó. Đây hả? Nguyên cái hàng này là tượng hư không. Trời ơi hay vậy. Giờ anh làm lại là liền ô hết rồi. Vậy là anh sửa rồi đó ha. Dạ. Chàng ơi quá quý anh ơi. Cô chú này những tượng này là do anh Hùng đi nhặt về thì ta bỏ cô chú. Rồi ảnh sửa lên nè. Quá trời công đức rồi. Rồi đến đây em xin chào anh Hùng nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bắt tay anh thêm cái nữa. Dạ để em chia sẻ cho bà con có ai bệnh. Cái vụ mà bệnh. Dạ. Nó quý lắm. Dạ. Tại vì có nhiều người ta biết, nhiều người không biết. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Cái vui mình đổi cái buồn lại cho người khác. Dạ. Dạ, rồi em chào anh nha. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ dạ. Duyên lành đó chứ. Cái duyên lành hả? Dạ. Gặp nhau là cái duyên lành ha. Đúng rồi. Chứ những chuyện này hiếm lắm à. Hiếm lắm, đúng rồi. Hiếm thấy á. Em hiếm gặp được như anh mà làm cái gì không phải anh fan. Dạ. Rất hiếm mà có khi có những người ta làm một công việc này người ta không muốn chia sẻ nữa. Người ta ngại nữa. Nhưng mà anh Hùng thì anh rất là thoải mái chia sẻ ha, thầy Tình. Cho được thêm rộng. Thêm gọng ra cho cô bác biết cho. Yeah. Gọng ra. Biết gọng ra cho được nhiều hơn. Nó quý lắm. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Cảm ơn em ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh luôn. Dạ. Em chào anh. Dạ.